Chị Bunny xin chào tất cả các em ơi, hôm nay là ngày thứ ba. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi đồ chơi như là bình thường thường niên. Nhưng mà thật ra thì cho tới bây giờ chị Bunny vẫn chưa có thấy một bộ đồ chơi nào. Oh wow, chưa thấy cái này thiệt. Có ai đây trời? Nó tự chạy hả trời? Trời ơi, cái này lạ quá luôn á. Chị Bunny không làm gì hết nha, thề luôn á. Không làm gì hết luôn á. Mà thật ra là cái phép biến hóa này thì chưa học nữa. Cái này có ai vậy trời? Ai đó? Ai ở đây vậy? Chà chà, em là chị Bunny ơi. Wow. Ủa, cái này có em hả? Chứ còn của ai? Chị coi nè. Ôi, lạ quá vậy. Thiệt luôn á, chưa giờ thấy luôn á. Chị, chưa có phải là vấn đề đâu. Chị nhìn nha, em sẽ dè xe về. Em sẽ biểu diễn cho chị coi. Chả về. Tới. Lùi. Sao mà hay quá vậy? Em chỉ chịu chơi được không vậy? Nhưng mà cái xe này là xe gì vậy? Chị đem cái đó lại cho em được không? Đài, đem lại đài. Quay được nè. Đó. Trời ơi, nó có đèn nữa. Chị khám phá xíu được không Tin? Ở dưới đây là nó có một cái bánh xoay nè, đúng không? Cái này nó là xe điều khiển từ xa hả Tin? Đúng rồi chị. Em chỉ chị nè. Đơn giản cực kỳ, chị có thấy không? Đầu tiên á, là chắc chắn là mình phải mở cái nút on lên thì nó mới chạy được. Xong rồi á, phía bên trái của em á thì nó sẽ là cái đồ chạy lên chạy xuống. Ví dụ nha, đây nè, chạy lên đó, chạy xuống đó. Còn phía bên phải của em sẽ là vòng qua vòng lại. Chạy lên một tí, vòng nhấp rồi chị Bunny. Dễ thương quá hà. Ta-da. Ôi hay quá vậy, không chóng mặt luôn á. Chị, đồ chơi của Tin là số 1. Ôi quay đầu luôn á chị có thấy không, hay không? Quay đầu cái nữa nè. Lâu lâu nó cũng không nghe lời em á chị. Bây giờ chị Bunny có thể mở ra được cái này không? Đây, bây giờ chị off đi nha. Off đi là tắt hết đèn rồi. Bây giờ chị thấy trong đây nó có một cái vi mạch. Thôi không quan tâm, tại vì chị không giỏi cái này. Ở đây là mình dùng pin gì vậy Tin? Pin tiểu 3A hay là pin gì? Dạ dùng pin 2A á chị. Pin tiểu á. Cỡ này nè. À cỡ đó đó hả? Cỡ đó là cỡ này đúng không? Đúng rồi chị. Như vậy thì có phải là cục pin giống vậy không? Tiên. Đây, có phải là cục pin giống vậy không em? Đúng rồi. Không hổ danh là chị Bunny ở Wonderland. Chị, em nói chị nghe nha. Ở trong chiếc xe này á là chị phải để 4 cục pin như vậy. Còn ở trong cái đồ điều khiển này chị phải để 2 cục pin như vậy. À, là 6 cục pin cho bộ đồ chơi này đúng không? Dạ đúng rồi. Nói chung á là cái bộ đồ chơi này nó hay lắm, nó lạ lắm. Bây giờ chị mở lên xong rồi chị chỉnh đi. Em cho chị mượn thử nha. Bây giờ chị Bunny sẽ chỉnh thử. Đầu tiên mình mở on cái đã nha. Bây giờ mình sẽ đi lên. Mình đi xuống. Mình xoay. Mình xoay bên bánh. Bánh trái. Mình xoay bánh phải. Em bây giờ chị muốn xoay vòng tròn thì sao Tin? Trời nó dễ quá, chị chỉ cần bấm một cái lâu thiệt lâu như em nè. Đó, đơn giản mà. Hay quá hà, thiệt tình luôn á. Cảm ơn Tin nha. Ủa em đâu có cho chị đâu mà chị cảm ơn. Em đi chơi chỗ khác đây. Ê, đi đâu vậy? Chiếc xe gì đâu mà đẹp quá vậy? Cho tôi mượn được không? Sao tôi nghe cái giọng bà tôi mệt quá bà Susu. Nè, cho mượn đó. Tôi biết à. Tôi biết cái trò chơi này là nó hay rồi. Tôi thấy người ta quảng cáo rồi. Sao biết hay vậy? Chị không biết luôn á. Chị,
Hello chị. Trời ơi em nhìn chiếc xe mà em quên. Chào chị nha. Ok ok. Thôi bây giờ em chơi đi. Em biết rồi. Em coi quảng cáo rồi nè. Chạy tới nè. Chạy lui. Xoay. Ôi Su Su còn chơi giỏi hơn chị nữa. Trời ơi cái bạn Su Su này bạn ham chơi lắm. Cái gì bạn nó cũng chơi hết trơn á. Cho nên cái gì bạn nó cũng biết hết. Tôi ham chơi gì mà ham chơi. Tôi là tại vì hả? Tôi giỏi. Tôi nhìn một lần mà tôi biết. Chứ có gì đâu mà ham chơi. Thôi tôi không cho bạn chơi tôi. Trả lại cho tôi. Như vậy vậy? Sao nói hả? Cho người ta mượn mà cuối cùng lại đòi. Mượn chưa nắm tay nữa. Kỳ quá à. Không. Cái này là của tôi chứ bộ. Không. Tôi đang mượn. Không. Cái này là của tôi mà. Không. Tôi đang mượn. 5 phút nữa tôi mới trả. Tính nhiệt kỳ. Trời ơi. Sao kỳ vậy? Đồ chơi của em mà chị. Trời. Chứ coi coi. Con trai gì mà tính kỳ. Đánh con gái giành giật chứ con gái coi được không chị? Không vậy không bay lộn nữa. Chị Vani thấy có cái gì đâu. Nhưng mà hả mai mốt á thì mấy em cứ nói nhỏ tiếng lại với nhau nha. Chứ mà đừng có tranh giành qua lại như vậy. Còn không á cái gì thì cứ nói với chị giải quyết cho. Chị bây giờ em nói với chị đó. Được cho đời là của em chứ bộ. Em không biết đâu. Em không thể nào chấp nhận được. Chị rõ ràng á là Tin Tin nói cho em muộn chứ bộ. Em đâu có giành đâu. Tự nhiên cái đi qua giành của em. Đồ con trai kỳ cục. Thôi. Nói chung á là mấy đứa đừng có đánh lộn. Không có được cái lộn, không có được cái lộn mà biết nhường nhịn cho bạn. Em biết rồi. Em biết rồi. Nhưng mà nói chung á là em không có giành giật. Su Su, chị Bunny nói thì em phải nghe lời chứ. Đâu có được cả chị Bunny đâu đúng không? Em biết rồi. Rồi. Nói chung á là bây giờ chị giải quyết đi. Chị giải quyết rất là đơn giản. Tại vì đây là một bộ đồ chơi rất là thú vị mà hai đứa cứ giành qua giành lại, cho nên hai đứa tạm thời bị phạt. Lý do là hai đứa không biết nhường nhịn nhau. Một tình bạn không biết gắn kết. Phạt gì hả chị? Phạt gì hả chị? Đồ của em cho người ta mượn. Em không thích thì em lấy lại em cũng bị phạt nữa hả? Thì đúng rồi. Tại vì em không muốn cho bạn mượn thì em cứ lại em nói với bạn. Không được giành giật, không được đánh bạn nữ. Hiểu không? Không có tốt đâu. Người ta nói không được đánh phụ nữ bằng một cành hoa. Cho nên bây giờ các em sẽ bị phạt. Phạt đó là ngồi im lặng và coi chị Vani chơi nha. Trời ơi! Chị Vani kỳ! Chị Vani kỳ quá! Thôi, kỳ nhưng mà không vẫn ngồi im nhá. Chị chơi đúng 2 phút thôi chị trả. May ghê luôn á. Hôm nay chị Vani không biết giới thiệu gì cho các em hết. Thì có bộ đồ chơi này. Đó, bộ đồ chơi điều khiển từ xa nha. Bây giờ mình sẽ rẽ phải. Rẽ phải nè. Phải. Trái. Ơ chị không biết chơi. Trả lại đây cho em. Ờ quên. Em đang bị phạt. Đúng rồi. Vậy mới ngoan đó. Để chị chơi tiếp chút nữa nha. Đó, chưa hết hạt mà. Chị Bunny chơi dở quá à, chỉ có biết đi lên đi xuống thôi, không biết làm cái gì hết. Nè, xoay nè. Kì vậy? Đó, xoay. Lại đụng em. Chị Bunny chơi dở quá, sao mà quay đầu tùm lum. Không phải là chơi dở mà tại vì chị mới tập chơi. Nói chung hai bạn này phiền phức quá, phức tạp quá. Nhưng mà chị Bunny thấy cái bộ đồ chơi này cũng khá hay đó. Các em đừng quên like cho chị Bunny một cái nha. Bởi vì, à không, like cho Tin Tin. Bởi vì công của Tin Tin phát hiện ra cái bộ đồ chơi này. Sau đó thì like cho Su Su. Bởi vì Su Su có công chỉ chị Bunny chơi. Rồi sau đó share cho chị Bunny. Bởi vì chị Bunny có công giảng hòa hai bạn. Nếu như mà các em muốn chị Bunny chơi bộ đồ chơi nào mới lạ lạ giống như vậy thì nhớ giới thiệu cho chị nha. Chị hết đồ chơi rồi. Cảm ơn các em nhiều. Mấy bạn ơi, đừng quên like và subscribe nha. Đúng rồi đó, đừng quên like và subscribe nha. Và nhớ để lại một lời nào đó cho Tin Tin. Hôm nay Tin Tin là người bị buồn. Và Tin Tin là người nghĩ ra đồ chơi này. Nhớ nhớ. Biết rồi, bye bye.